Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video của tôi. Có thể các bạn vẫn thường gọi các thần tượng của mình bằng tên chính thức, nhưng không ít các bạn vẫn chưa biết đó là cái tên bí danh của các thần tượng mình là gì, hay còn gọi là nickname đấy. Nay tôi sẽ tổng kết và thống kê cho các bạn các cái nickname của các nhân vật One Piece. Những cái tên này, những cái nickname này thì thường gắn liền với ngoại hình của nhân vật hoặc với đặc tính của nhân vật, có thể là một sát thủ, một cây cưa hay một nữ hoàng rắn, để tránh làm mất thời gian của các bạn. Và các bạn theo dõi video và tôi sẽ không bình luận gì thêm nữa. Bình luận để dành cho các bạn. Hãy cho tôi xin một like, một sub. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi.